Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một sketchbook. Ở đây thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn làm một cái tấm thiệp để tặng sinh nhật hay là tặng một cái kỷ niệm nào đó giữa bạn bè hay là ai mà yêu quý nhau có thể làm tặng nhau. Cái thiệp này thì có hai mặt và hiện tại thì mình mới chỉ làm khung, còn chưa trang trí thêm thì hình ảnh hay là các phụ kiện khác vào trong thiệp. Các bạn thấy là trên tay mình đang cầm một tấm thiệp, và tấm thiệp này thì đơn giản sẽ làm, chúng ta có thể làm để tặng nhân dịp sinh nhật hay một dịp nào đó mà chúng ta kỷ niệm. Tấm thiệp này thì mình mới chỉ làm khung lên mà chưa có hình ảnh hay là trang trí nhiều. Tuy nhiên là về cơ bản, tấm thiệp đã gần như hoàn thiện, chỉ việc trang trí nữa thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy điều đặc biệt ở tấm thiệp này. Ở đây mình có ghi là put into place, thì các bạn sẽ kéo ở hai bên phần phía dưới này ra. Đó. Sau khi kéo thì nó sẽ hiện lên một mẩu giấy ở bên trong. Và cái tấm thiệp này làm rất đơn giản. Trong thời gian tới thì mình có được nghỉ hè, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tấm thiệp này. Ở đây thì mình mới chỉ viền khung trái tim, thì các bạn có thể để hình cá nhân nhưng mà hình nửa người thôi. Còn phía sau này thì sẽ có một cái hình ảnh này ở đây. Và đây là khung để có thể hình ảnh cả người. Tuy nhiên là không nhất thiết là phải để hình ảnh, mà các bạn có thể trang trí những cái hình và họa tiết xinh xắn lên phía trong. Đây. Thì mình có vẽ một cái khung này. Mục đích của mình vẽ khung là mình để ảnh. Còn ở phía sau này thì mình có gạch kẻ để các bạn có thể ghi lời chúc hay lời nhắn nhủ. Đấy là một số chi tiết ở trên tấm thiệp này. Và mình mong rằng các bạn sẽ theo dõi, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Vì lý do cá nhân mà đợt vừa rồi mình rất là bận nên chưa thể hướng dẫn được các bạn một số chi tiết. Mình sẽ cố gắng thu xếp trong thời gian tới, sẽ giúp các bạn làm một cách đơn giản. Nhớ đăng ký theo dõi để có thể cập nhật những video mới nhất mình đăng lên nhé.